Em xin phép được kính chào tất cả các quý nhà đầu tư của VN Direct đã tham gia chương trình nhịp đập thị trường ngày 28 tháng 10 hôm nay. Chương trình hôm nay em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Khôi Nguyên, là chuyên viên phân tích đầu tư của VN Direct, và đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay của chúng ta là có anh Bùi Lê Văn, là trưởng phòng quản lý tài sản của VN Direct, sẽ giúp chúng ta giải đáp những câu hỏi, những thắc mắc liên quan đến cơ hội đầu tư cũng như là xu hướng của cổ phiếu, ngành hay là những cái cơ hội cụ thể mà các anh chị quan tâm đến. Như thường lệ thì chương trình của chúng ta ngày hôm nay là sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là phần điểm qua diễn biến thị trường ngày hôm nay. Phần thứ hai sẽ là phần ý kiến của chuyên gia về xu hướng của thị trường cũng như là xu hướng của một số nhóm ngành và cổ phiếu. Và phần thứ ba là phần hỏi đáp trực tiếp với cả chuyên gia. Trước khi được bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì em xin phép được chia sẻ khóa học D-Trade của VN Direct đang có cho các nhà đầu tư có thể tìm hiểu, là cái khóa la bàn giao dịch chứng khoán giúp các nhà đầu tư có thể tìm kiếm được những cái cơ hội giao dịch tốt ở trên thị trường, cũng như là nhận biết được những cái cơ hội có hiệu suất đầu tư vượt trội hơn so với cả thị trường. Và các nhà đầu tư có thể nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi làm việc với cả các chuyên gia của VN Direct sau 2 tháng. Thì em xin phép được để đường link đăng ký ở phần chat để các nhà đầu tư của VN Direct quan tâm có thể tìm hiểu thêm ạ. Vâng, và sau đây em xin phép được bắt đầu phần đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, đó là phần điểm qua diễn biến của thị trường. Thì như anh chị có thể thấy ở trên màn hình của em, ngày hôm nay thì thị trường chúng ta có một phiên tăng điểm rất là tích cực, tăng đến 15 điểm và đã xác nhận là tiếp tục lập đỉnh mới trong ngày hôm nay. Thanh khoản ngày hôm nay được cải thiện rất là tốt khi đạt đến 26.186 tỷ cho ngày hôm nay, với một mức tăng rất là mạnh khi chúng ta có đến 295 mã tăng, 23 mã trần, trong khi số mã giảm và tham chiếu chỉ là 136 và 58. Nếu chúng ta nhìn cụ thể vào diễn biến của đồ thị của VN Index ở đây thì chúng ta có thể thấy là VN Index chúng ta đã tiếp cận một cái mức đỉnh mới ngày hôm nay, tăng 15 điểm ở mức 1.440. Nếu chúng ta nhìn vào đồ thị 1 giờ của VN Index thì chúng ta có thể thấy rõ hơn cái đà tăng này. Mặc dù là phiên buổi sáng có một sự điều chỉnh nhẹ khi mà đã giảm một điểm, có những lúc là giảm về đến mức 1.422. Chủ yếu ở đây là do việc xuất hiện một chút lực bán ở đây, khi mà có thể là có một số các nhà đầu tư là còn giữ hàng ở trên này và xuất hiện một chút lực bán ở trên này. Thì sau đấy thì bắt đầu từ 10 giờ sáng là sắc xanh là chiếm toàn bộ chỉ số VN Index và tăng rất là tốt, cho đến khi đến buổi chiều cái sắc xanh này cũng đã giữ vững và kết thúc phiên đóng cửa phiên hôm nay ở mức 1.438 điểm. Mặc dù vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào đồ thị của VN30 thì chúng ta sẽ thấy là hiện tại VN Index là khỏe hơn VN30 rất là nhiều, để cho thấy là việc nhóm vốn hóa lớn vẫn chưa dẫn dắt Index, mà Index là đang được dẫn dắt bởi chủ yếu là nhóm vốn hóa vừa và vốn hóa nhỏ, khi mà chúng ta thấy là VN30 vẫn còn cách rất xa so với cả cái đỉnh cũ. Cụ thể ở đây, nếu chúng ta nhìn vào đồ thị thì chúng ta có thể thấy là đỉnh cũ của VN30 là ở quanh vùng 1.560-1.565. Nhưng hiện tại thì VN30 vẫn ở quanh vùng 1.530 thôi, để cho thấy là việc cái dòng tiền thật sự là vẫn chưa chảy vào nhóm vốn hóa lớn như chúng ta như giai đoạn trước, khi mà chỉ số VN Index lên mức 1.400 lần đầu tiên. Nếu chúng ta nhìn vào nhóm dẫn dắt thị trường ngày hôm nay thì chúng ta có thể thấy là cổ phiếu Vietcombank đóng góp khá là tích cực khi mà tăng 1,76 điểm và cho cái đà tăng chung của VN Index. Sau đấy là một cổ phiếu khác rất là tích cực ngày hôm nay, đó là cổ phiếu GAS. Và ngoài ra là có Masan, Novaland và Becamex. Chiều ngược lại thì các cổ phiếu hầu như là giảm không đáng kể, ví dụ như là Vietnam Airlines, HVN hay là Phát Đạt, PLX, VRE. Thanh khoản của thị trường ngày hôm nay vẫn được duy trì ở mức cao, ở trên sàn HOSE là 24.000 tỷ. Trên 1 tỷ đô là một mức khá là tích cực so với cả thời điểm một tháng trước, khi mà thanh khoản của thị trường hầu như là chỉ dao động ở quanh mức 15-20.000 tỷ một phiên. Và độ rộng thị trường thì như chúng ta cũng đã thấy, cái đà tăng của VN Index hôm nay cho thấy là cái sự xanh là nó lan tỏa rất là mạnh ở các mã cổ phiếu khác nhau. Chúng ta có thể thấy là đà tăng, mặc dù là buổi sáng là có lúc là số cổ phiếu tăng là đã bị giảm về 37%, và số cổ phiếu giảm điểm là chiếm ưu thế hơn tại 10 giờ sáng, nhưng sau đấy thì cái lực mua
lực cầu vào rất là lớn giúp chỉ số là quay trở lại màu xanh và các mã tăng chiếm ưu thế hơn so với cả các mã giảm điểm và các mã tham chiếu. Hôm nay tiếp tục là một phiên mua dòng của khối ngoại khi khối ngoại mua vào hơn 500 tỷ. Chúng ta có thể thấy là khối ngoại mua dòng vào rất là lớn, khối lượng Hòa Phát 194 tỷ, Techcombank, Masan là mua dòng 104 tỷ và GAS cũng mua dòng 107 tỷ. Chiều ngược lại thì Vinamilk là bị bán 37 tỷ, hay là Nam Long là bị chốt lời 126 tỷ, một cổ phiếu đã tăng rất mạnh trong thời gian vừa qua. Điểm qua VN30 thì ngoài cái phần phân tích về diễn biến đồ thị của VN30 thì chúng ta có thể nhìn vào đây, cụ thể là chúng ta thấy là VN30 hôm nay là tăng điểm khá là tốt, tăng 12 điểm. Có 20 mã tăng trong ngày hôm nay, 3 mã tham chiếu và 7 mã giảm. Chúng ta có thể thấy là Novaland là mã tăng tốt nhất của VN30 trong ngày hôm nay, tăng 3,8% ở mức lúc 2 giờ chiều là Novaland được kéo khá là mạnh, có đến lúc đã đạt đến mức lên mức 110, nhưng sau đấy thì áp lực bán xuất hiện và đóng cửa phiên ở mức 107.8 sau thời gian dài tích lũy rất là lâu. Ngoài ra thì một số mã khác tăng tốt như là Masan hay là Khang Điền hay là Sabeco. Nếu chúng ta nhìn vào nhóm ngành thì chúng ta có thể thấy là nhóm ngân hàng thật sự là vẫn chưa có quá là nhiều dấu hiệu tích cực. Nhóm ngân hàng hôm nay tăng nhẹ, chúng ta có thể thấy một số cổ phiếu ngân hàng tăng tốt như là ACB hay là có Vietcombank ở dưới đây và Tiên Phong Bank. Nhóm trụ thứ hai ở trong VN30 là nhóm Vingroup, chúng ta có thể thấy là VRE hôm nay giảm điểm nhẹ về 31. Vinhomes giữ nguyên ở mức tham chiếu ở 81 và cổ phiếu VIX cũng tham chiếu ở 95. Nhóm trụ thứ ba ở trong VN30 đó là nhóm thực phẩm đồ uống, và chúng ta có thể thấy Vinamilk hôm nay là tăng nhẹ 0,2%, Masan có mức tăng khá là tốt, đóng cửa trên mức giá 150, đóng cửa 151.7. Và ngoài ra thì Sabeco hôm nay cũng là có một phiên tăng điểm khá là tốt, tăng lên mức 164.6. Thì vừa rồi cũng là cái phần điểm qua VN30 là phần kết thúc của em với cái phần tổng kết lại diễn biến thị trường. Thì em xin phép được nhường lại mic cho anh Văn ạ. Em xin mời anh Văn. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mừng mọi người là trong 2 ngày qua thì hầu như là tất cả mọi người đều đã có cái lợi nhuận rất hấp dẫn trong khoảng một thời gian ngắn. Thì tiếp đó thì mình sẽ cùng với mọi người đi review một số cái biến động của thị trường và trạng thái thị trường. Thì đây các bạn sẽ thấy là mọi người chờ mình xin, để mình sẽ xem một hình. Ví dụ ở đây thì mọi người sẽ cùng với mình đi kiểm tra một số cái trạng thái của thị trường. Như hôm nay thì khi mà kiểm tra ở đây thì các bạn sẽ lấy gì với mình là nhóm mà có thanh khoản cao á, nhóm mà thanh khoản cao trong ngày hôm nay thì tiếp tục là Hòa Phát, nhưng mà Hòa Phát thật sự là hôm nay chỉ là một phiên đứng giá và nổ bật đặc biệt là đầu ngày sẽ là VND. Thì cái xuất phát nổ bật đầu ngày của VND nó đến từ việc á là do nãy trong quá trình review á thì Nguyên có nói, tức là cái phần liên quan đến gì, liên quan đến trạng thái là thanh khoản của thị trường đang nổi bật, đang bùng nổ, và thường trạng thái này nó dẫn đến gì, đà bùng nổ của nhóm chứng khoán. Và các bạn nếu mà các bạn kiểm tra thì các bạn thấy nhóm chứng khoán cũng sẽ có gì đó hấp dẫn. Và đây thì mình sẽ bật lại cho mọi người coi là hôm nay thì nhóm chứng khoán biến động như thế nào. Thì mình sẽ có cái hình ở đây. Đây là nhóm chứng khoán hôm nay cũng tăng khoảng nhóm chứng khoán hôm nay cũng tăng khoảng là 1.8%. Trong hôm nay á, nhóm mà tăng mạnh á là thực phẩm nè, chứng khoán nè, bất động sản nè, cảng biển nè, mía đường nè, rồi phân bón nè, rồi ở dưới là bất động sản nè, tức là bình quân là đều tăng hết, nhưng mà kiểu như mà tăng mạnh á, tăng khoảng từ 2% trở lên á, hoặc là gần 2% á, thì nó có chứng khoán. Thì các bạn sẽ bắt đầu kiểm tra nhóm chứng khoán, những cổ phiếu nào nhóm chứng khoán đang vượt đỉnh. Thì khi mà kiểm tra thanh khoản cao á, thì mới bắt đầu mình thấy là có VND đang thanh khoản cao, và VND bắt đầu mở cho mọi người một trạng thái gì. Khi ở đây mình có vẽ sẵn cho mọi người hai cái trường hợp,
là các bạn hãy chờ xem, chờ giá cổ phiếu vượt qua hẳn hai cân này, hoặc là cân ở dưới hoặc là cân ở trên để xác định cái xu hướng. Thì khi mà nó vượt qua hoặc là cân trên thì các bạn xác định xuống lên, cân dưới các bạn xác định xuống giảm. Thì đối với VND thì nó sẽ xuất hiện ra. Còn nếu như các bạn mà cùng với mình đi kiểm tra nhóm chứng khoán đâu là cơ hội giao dịch của nó, thì mình sẽ kiểm tra cho một người sơ sơ đây. Đây, mình có một cái hệ thống sơ sơ để kiểm tra nhóm chứng khoán coi nó có gì. Chứng khoán. Rồi, kiểm tra. Thì trong ở đây thì nhóm list của chứng khoán thì nó lại là BSI. BSI đang hình thành có một xu hướng tăng, là chứng khoán Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam thì đang một xu hướng tăng rất rõ. Thứ hai là cổ phiếu VIX đó, cũng đang một xu hướng tăng rất rõ. Còn nếu như các cổ phiếu khác thì đây lại chưa có những cổ phiếu mà đáng quan tâm của mình. Thì VND mới bắt đầu, VND mới bắt đầu để mình kiểm tra cái list mà nó đầy đủ hơn đi, ở dưới đây chứng khoán đây. Ở đây chưa có TCI, chờ mình xíu để mình bổ sung TCI vô. Chứng khoán. Rồi. Thì trong đây sẽ có TCI nữa. Đây, chứng khoán nữa. Thì khi mình nhìn ra thì các bạn thấy những nhóm mà đầu tiên mạnh đó là VIX nè, BSI nè, TCI nè. Ở trong cái liệt kê của mình đó, thì nó có thêm VND nữa. VND mới bắt đầu, VND mới bắt đầu hình thành xuống. Thì các bạn sẽ nhớ lại cái giai đoạn mà cuối tháng 4, cuối tháng 4 ở đây các bạn cũng sẽ gặp tình huống như thế. Cuối tháng 4 ở đây các bạn cũng sẽ gặp tình huống như thế khi mà index mới bắt đầu bùng nổ. Đây là VND. Hoặc là bạn nhớ lại SI. SI khi mà khoảng VND bùng nổ trước thì SI đến khoảng 1 tháng sau SI mới bùng nổ là khoảng tháng 5. Đó thì đây là cây nến, nó biểu hiện rất rõ là cái đợt mà SI có thể bùng nổ. Thì các bạn quay lại trở lại lại đây, nếu các bạn thấy là các cổ phiếu chứng khoán nó hoàn toàn nó đồng loạt nó sẽ tình huống đó thì ok. Nhưng mà khi mà kiểm tra lại thì thấy một thông tin rất là chưa đồng thuận. Chưa đồng thuận là SI vẫn còn đang ở dưới vùng đáy. HCM thì sao? HCM vẫn đang vùng đáy. Rồi VCI thì sao? VCI test và bị fail nè. Test và bị fail nè. Test và bị quay đầu nè. Các bạn thấy nến này quay đầu nè. Thì thực ra là vẫn có thể hôm sau sẽ tăng. Nhưng mà khi mà nhìn vào trạng thái như vậy á, các bạn nếu như các bạn kỳ vọng một việc chuyện là thị trường khoát sôi động và cơ hội mở ra, thì các bạn nên ưu tiên gì? Ưu tiên như là VND. Tại VND chứng tỏ được một điều là VND chạy sớm hơn, mạnh hơn so với tất cả cổ phiếu còn lại của nhóm chứng khoán ở nhóm là thanh khoản cao, nhóm quy mô lớn. Còn đối với nhóm mà quy mô nhỏ thì các bạn hoàn toàn có thể giao dịch BSI hoặc là giao dịch TCI đó, thì hoặc là VIX, nhóm cổ phiếu chứng khoán khác để bạn đầu cơ giá. Còn hiện tại thì chưa có các phương khác. Đó là cái view đầu tiên là về nhóm chứng khoán. Còn khi các bạn dò tiếp tục là các bạn dò những cổ phiếu mà có tốc thanh khoản cao trên thị trường hiện tại ấy, thì các bạn thấy là đâu đó là nè SI nè, nhưng mà tăng nó chưa đến 1%. Thì xuống dưới thì các bạn sẽ thấy là trong đây có Techcombank, có Novaland. Hôm nay một tín hiệu rất hay là Novaland. Ví dụ đây là Novaland bắt đầu bứt phá, nếu mà phóng to là đừng coi trạng thái của Novaland bứt phá qua khỏi gì. Thì đây các bạn để ý nè, ở đây Novaland có một cái cản cản vùng ở đây đó, thì nếu như Novaland bứt phá ra khỏi hẳn luôn cái cản này, cả này thì đích đến hướng nó là sẽ quay lại đỉnh cũ. Nếu đấy thì nó sẽ quay lại đỉnh cũ và các bạn hoàn toàn có thể chờ. Tại hôm nay dòng tiền mà Novaland rất là tích cực và hấp dẫn, rất là tích cực và hấp dẫn, thì hoàn toàn các bạn có thể kỳ vọng vào Novaland là cái nhất. Và Novaland phát tín hiệu như vậy thì những các cổ phiếu bất động sản khác thì đang trạng thái như nào, thì các bạn coi lại cái hình mà mình vừa chia sẻ cho mọi người lần này, thì mình thấy là nhóm bất động sản thì đến bây giờ là đã tăng đâu đó khoảng 20% từ từ ngày cuối tháng 9 cho đến bây giờ. Rồi bất động sản công nghiệp cũng tăng khoảng 23% và cùng với xây dựng là một trong những nhóm mà tăng mạnh nhất phân bón nữa nào đó. Thì khi như vậy bắt đầu mình kiểm tra ra thì mình thấy là Novaland thuộc nhóm vốn hóa lớn, thì mình kiểm tra luôn Vinhome đang như Vinhome bắt đầu cũng là dạng sau mọi người, cũng là đang bắt đầu là muốn bứt phá ra khỏi cái vùng
sideway, cùng sideway. Thì khi như vậy các bạn có thể kỳ vọng một chuyện là cái cơ hội nó mở ra với cổ phiếu Vinhome không? Có thể không? Nghĩa là chắc thời cũng sẽ đến. Chắc thời cũng sẽ đến, tại vì ưu tiên đợt vừa qua là ưu tiên những cổ phiếu nhỏ như là EEC, đợt gần đây thì có ITC, rồi hôm nay, đặc biệt hôm nay là có VCR. VCR vượt cản, vùng mỗi cản dài hạn luôn, để mà bắt đầu hình thành một cái đà tăng giá mới. Kỳ vọng của VCR là gì? Kỳ vọng của VCR liên quan đến đất, cái dự án bất động sản ở Cát Bà, Hải Phòng. Thì đó, đây là VCR. Rồi thậm chí như VGT, hôm nay là một cổ phiếu nữa mà vượt đỉnh là VGT, là tập đoàn dệt may Việt Nam. Thực ra là đa số nhà đầu tư đầu cơ vào cổ phiếu VGT liên quan câu chuyện là tập đoàn dệt may Việt Nam sở hữu quỹ đất cực kỳ khủng, nên đây cũng là câu chuyện nó kỳ vọng là hôm nay thì VGT cũng vượt đỉnh. Đó là một số cái thuộc về nhóm bất động sản. Thì hôm nay bắt đầu mình kiểm tra các nhóm ngành, thì mình coi nhóm ngành hôm nay còn nhóm ngành nào tăng một bậc nữa. Thì trong đây thì có như là bất động sản hôm nay tăng 1% nè. Đây nhóm ngành tiện ích thì thực ra các bạn nhìn cái trạng này các bạn thấy quen không? Trong cổ phiếu hôm thứ ba vừa rồi thì mình có nói mọi người là một cái cổ phiếu mình nhắc đi nhắc lại là cổ phiếu gas. Từ nay gas thì rất rõ rồi. Và hai ngày vừa qua thì gas cũng tăng khoảng là hơn 10 giá. Đây là cổ phiếu gas. Và những nhóm cổ phiếu liên quan gas thì sao? CNG bình thường, BGS bình thường, BGC bình thường. Tại vì nó quy ra gì? Mình đã nói với mọi người rồi, khi một nhịp mà bắt đầu nhịp chính á, thì thằng nào hưởng lợi nhiều nhất thằng đó sẽ tăng mạnh nhất. Thì bắt đầu nhịp chính á, thì gas mang tính chất độc quyền trong ngành, và thằng này mới bắt đầu hưởng lợi từ cái yếu tố nó mạnh nhất gas mà. Sau rồi đến một số cổ phiếu dầu khí như là PSR cũng bật lên test lại, nhưng mà đà tăng của PSR rất rõ ràng, rất rõ đó. Thì các bạn follow hay những kênh như vậy thì các bạn sẽ rõ hơn về cái cơ hội giao dịch. Rồi một trạng thái nữa, khi mà mình kiểm tra nhóm ngành thì các bạn sẽ thấy là những cái doanh nghiệp mà tăng khoảng là trên 5% được đó, hầu như rất ít trong khoảng thời gian qua. Ví dụ nhóm ngành công nghiệp đi, công nghiệp thì nó liên quan khá nhiều ngành nghề. Thì mình lên cái phần dashboard của các bạn, lên cái file này dashboard, các bạn vô ngành nghề, các bạn vô ngành công nghiệp thì các bạn kiểm tra là công nghiệp thì liên quan cái gì. À, hôm nay vật liệu xây dựng tăng 2.5%, rồi các bạn coi vận tải kho bãi tăng, rồi dịch vụ hỗ trợ tư vấn thiết kế tăng 4.6%. Các bạn coi như vậy, các bạn bật vô dịch vụ tư vấn thiết kế thì các bạn thấy kiếm những cổ phiếu hàng đầu của nó. Ở đây có Bank tăng 7%, TV2 tăng 24%. Thì khi coi như vậy xong, các ít ra là mình biết, mình dò được những cái cơ hội nó rõ ràng hơn. Các bạn dò được các cơ hội rõ ràng hơn. Thì ở đây ví dụ như Pan đi, mình sẽ chia sẻ bạn một xíu về Pan. Pan thì liên quan đến hệ thống Pan, rồi FMC. Thì Pan thì các bạn thấy là các cơ hội đang mở ra có thể có đối với Pan. Chỉ cần vượt những cái vùng cản mà đang setup sẵn ở đây là thì Pan nó sẽ lại phi và vượt lên trên đỉnh cũ thôi. Đó là Pan. Rồi FMC là cổ phiếu mà Pan vừa bán ra. Đó, thì đây là vùng điều chỉnh này. Rồi quay lại đây nó sẽ có là vật liệu xây dựng. Câu chuyện của khoảng hôm qua đến hôm nay, từ hôm thứ ba cho đến hôm nay là câu chuyện đến việc là đầu tư công. Khi mà có văn bản ra là sẽ thúc đẩy đầu tư công, gọi là chương trình phục hồi nền kinh tế Việt Nam, thì nó liên quan đến việc là sẽ đầu tư công rất nhiều. Vậy nhóm ngành, một trong những ngành hưởng lợi là nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng này, nhóm đầu tư công này, nhóm xây dựng này, nhóm cung cấp vật liệu xây dựng này, rồi hệ thống cảng, rồi bất động sản công nghiệp. Những cái nhóm ngành mà được hưởng lợi xung quanh đó thì các bạn sẽ thấy là có khá nhiều cái doanh nghiệp liên quan đến bất động sản công nghiệp, liên quan đến xây dựng cơ sở hạ tầng, liên quan đến vật liệu xây dựng đã và đang tăng trong những ngày qua. Thì các bạn đó là liệt kê những cái doanh nghiệp như vậy thôi trong các ngành nghề. Thì đó là cách mà mọi người nhìn liên kết các thông tin lại với nhau để các bạn kiểm tra
để phát hiện ra cơ hội. Thì đây có dịch vụ hạ tầng cũng là một cái cùng một trong những ngành tăng hôm nay nè, nhiều hạ tầng có gas nữa. Đó, ngành liên quan điện nè. Đó thì khi mình chia sẻ như vậy thì để mọi người dần sao dần là hình dung ra được bức tranh thị trường nó đang chuyển động như vậy, nó liên quan đến các giao dịch của mọi người như thế nào. Và có một thông tin cuối cùng là mình muốn chia sẻ mọi người, khi mọi người đánh giá thị trường thì mọi người phải lưu ý đến việc là nước ngoài. Thì đây các bạn sẽ thấy là hai ngày vừa qua là thị trường tăng lên, đúng không? Nó xuất phát từ gì? Nó xuất phát từ việc là nhà đầu tư ngoài quay lại mua ròng trở lại. Một ngày hôm trước là giao dịch khoảng 1.000 tỷ, ngày hôm nay giao dịch khoảng 621 tỷ. Và các bạn phải để ý là khi mà nước ngoài mua ròng trở lại thì cái nhóm mà bật mặt nhất là nhóm sẽ là nhóm vốn hóa lớn, tại vì nó được chính nhóm, chính dòng tiền nó lại vô luôn. Thì nó dẫn đến là ví dụ như các bạn coi nhóm Lacecap thì các bạn hoàn toàn có thể coi VN30 Index, thì các bạn thấy là T2 tăng khoảng 3%. Thì các bạn kiểm tra hôm nay T2 tăng 3% thì ở mức trung bình cao, T2 mà tăng 3% là mức trung bình cao. Đó, thì các bạn sẽ thấy là cái thống kê này á, là dần dần để cho mọi người tập concept dữ liệu để mình check ra được những cơ hội giao dịch. Và hôm nay nè, mọi người thấy là vừa là nhà đầu tư nước ngoài mua, vừa là tự doanh cũng mua ròng. Tự doanh mua ròng ngày 27 tháng 10 mua khoảng 800 tỷ. Thì bắt đầu mọi người hình dung ra là dòng tiền khi phân tích index VN index nó thúc đẩy cái đà tăng của thanh khoản. Thanh khoản tăng hơn mức trung bình, nó đến từ việc là sự thúc đẩy mạnh mẽ từ dòng tiền của nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư nước ngoài để đẩy thị trường lên một cái mức tăng trưởng mới. Và cái này có thể là ngoài đây là điểm mốc, đúng không? Thì các bạn hoàn toàn có thể add thêm một điểm mốc nữa là đây bắt đầu một cái giai đoạn tăng tiếp theo của thị trường. Thì ở đây tại điểm mốc này, điểm mốc tăng giá này thì các bạn sẽ bắt đầu phân hóa ra, các bạn chọn lọc ra những cái cơ hội hoặc là những câu chuyện gọi là nhu cầu có thể xảy ra đối với các ngành nghề, đối với các doanh nghiệp, gọi là chất xúc tác catalyst của nó là gì để nó thúc đẩy cổ phiếu của các bạn đầu tư tăng giá. Thì ở đây các bạn sẽ để ý nè, ví dụ như nhóm ngân hàng như là Techcombank đi, mình ví dụ Techcombank luôn, các bạn thấy là cái câu chuyện mà đang được nói đến nhiều ở trên thị trường hầu như nó không liên quan tới Techcombank. Dẫn đến là các bạn khi mà các bạn nắm giữ hoặc đầu tư ở đây, các bạn sẽ không thấy có nhu cầu hoặc là chất xúc tác gì để thúc đẩy Techcombank tăng giá. Nhưng mà nếu như các bạn hỏi về câu chuyện của Hòa Phát, hỏi về câu chuyện của Hòa Phát như hôm qua bên trung tâm tư vấn đầu tư có làm một cái câu chuyện của Hòa Phát, thì các bạn sẽ ít ra chất xúc tác có, câu chuyện có và dòng tiền có và cái sự tăng giá đó, nên dẫn đến là nó thúc đẩy để nó hình thành gì? Hình thành một cái cơ hội giao dịch, một cơ hội đầu tư cho Hòa Phát. Thì đối với bất cứ cổ phiếu nào, bất cứ ngành nghề nào thì các bạn đều cần phải tìm kiếm cái chất xúc tác đó mà nó phù hợp với cái môi trường kinh doanh ở Việt Nam hoặc là môi trường kinh doanh chứng khoán mà các bạn đang hoạt động, để xong xác định được là cái vị thế của mình, xác định được cơ hội giao dịch của mình để khi mình đầu tư vào đó mình kiếm được lợi nhuận. Thì đó là cái phần mà mình chia sẻ về thị trường trong ngày hôm nay. Vâng, em xin cảm ơn anh Văn về phần chia sẻ về xu hướng thị trường cũng như là một số nhóm ngành như là chứng khoán hay là bất động sản hay là khí ga như vừa rồi. Trước khi mình chuyển sang phần hỏi đáp với cả chuyên gia, thì em cũng xin phép được giới thiệu lại với cả những anh chị quý nhà đầu tư vừa mới tham gia chương trình về chương trình khóa học đi trade của VN Direct, là chương trình la bàn giao dịch chứng khoán sẽ giúp các anh chị nâng cao cái khả năng phân tích cũng như là khả năng giao dịch trên thị trường để tìm kiếm những cơ hội đầu tư có hiệu suất tốt. Thì các nhà đầu tư sẽ được làm việc với cả các cái chuyên gia của VN Direct nhằm nâng cao cái khả năng giao dịch của mình cũng như là sẽ nhận được cái chứng chỉ đào tạo Trader Pro sau khi hoàn thành khóa học sau 2 tháng. Thì em xin phép được để đường link ở trong phần chat để các anh chị có thể tìm hiểu thêm nếu các anh chị quan tâm đến khóa học ạ. Và ngoài ra thì do thời lượng chương trình của ngày hôm nay là có hạn, chỉ kéo dài trong 1 tiếng đến 5 giờ, nên là có thể là sẽ có một số câu hỏi là không được kịp trả lời trong ngày hôm nay, thì em cũng xin phép được để đường link của Trung tâm Tư vấn Đầu tư của VN Direct để các anh chị
Trong trường hợp mà có thắc mắc về các cơ hội đầu tư không được giải đáp ngày hôm nay, thì có thể truy cập đường link để các chuyên gia của VNREX sẽ giúp các anh chị giải đáp những cái thắc mắc cũng như là những câu hỏi của mình về cơ hội đầu tư ạ. Dạ vâng, bây giờ thì em xin phép được quay trở lại với cả phần hỏi đáp với cả chuyên gia. Thì ở đây em thấy câu hỏi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay là của nhà đầu tư Đức Thiện, là muốn hỏi anh Văn là chuyên gia có nhận định thế nào về sự phục hồi nhẹ của ngành ngân hàng trong hai phiên vừa qua và kỳ vọng cho tuần tới ạ? Nếu mà nó kỳ vọng về nhóm ngân hàng thì thực ra các bạn phải quan tâm đến là trong nhóm ngân hàng hiện tại á, trong nhóm ngân hàng hiện tại có xu hướng không. Thì nếu mình làm một cái đơn giản là mình kiểm tra nhóm ngân hàng đi thì các bạn sẽ thấy là nhóm ngân hàng đa số là trạng thái đều không có, đều yếu. Và đây nó chỉ xuất hiện ở Tiên Phong Bank là chính. Ví dụ đây Tiên Phong Bank. Đây Tiên Phong Bank thì có một bạn hỏi về Tiên Phong Bank thì mình nói luôn là Tiên Phong Bank từ lúc hình thành xu hướng đến giờ, từ lúc hình thành xu hướng đến bây giờ thì Tiên Phong Bank vẫn đang là một trạng thái rất tuyệt vời. Và đây là quá trình điều chỉnh Tiên Phong Bank và vật lên, và khả năng là Tiên Phong Bank sẽ vượt đỉnh và tiếp tục hình thành xu hướng cái đà tăng giá của Tiên Phong Bank. Còn đối với trường hợp mà các cổ phiếu ngân hàng khác thì các bạn phải lưu ý cái trường hợp gì? Lưu ý là trong cái đồ thị đây, nhóm ngành thì các bạn sẽ thấy có nhóm ngành là đại diện chỉ số của nhóm ngân hàng đây VNFin. Và các bạn thấy là T4 nè là 2%, T3 3.2%, T2 là 2.9%, T1 1%, thì các bạn coi nhóm này thì bạn thấy là trạng thái chính của xuống giá là gì? Đi ngang. Trạng thái chính của xuống giá của nhóm ngân hàng là đi ngang. Khi mà đi ngang như vậy thì nếu mà so sánh với một số cổ phiếu trong ngân hàng như là OCB nè đang xuống tăng đúng không? Tiên Phong Bank đang xuống tăng, thậm chí VB nè bật lên hình thành đà tăng tiếp nè. Anh Văn ơi, anh share lại màn hình đi ạ. Mọi người đang không nhìn thấy màn hình ạ. Sorry, nãy giờ anh chưa share. Đây, để mình nói lại cho mọi người. Thì đây là có Tiên Phong Bank đang trong xu hướng tăng và khả năng là Tiên Phong Bank vượt đỉnh. Tại vì từ đầu cái đà tăng đến giờ, từ đầu tháng 9 đến giờ từ Tiên Phong Bank, thì đây là một nhịp chỉnh của Tiên Phong và bây giờ vẫn tiếp tục đà tăng trở lại và vẫn sẽ tăng mạnh. Thứ nhất là Tiên Phong. Và cái thứ hai là các bạn kiểm tra lại cái nhóm ngành của nó. Kiểm tra lại nhóm ngành của Tiên Phong Bank là cái chỉ số đại diện của Tiên Phong Bank á. Ví dụ ở đây có chỉ số VNFin nè. Thì VNFin này nó chỉ ra là cái xu hướng của nhóm ngành ngân hàng đang đi ngang. Nên nếu như các bạn mà quan tâm và đầu tư cổ phiếu ngân hàng thì các bạn chỉ nên chọn những cổ phiếu có perform tốt hơn so với đại diện chỉ số chung. Đại diện chỉ số chung thì đi ngang, thì cổ phiếu perform tốt nhất là hiện tại là đang là Tiên Phong Bank. Hôm nay thì nổi bật lên là Kim Long Bank. Hôm nay nổi bật lên Kim Long Bank thì Kim Long Bank vượt, đúng không? Nhưng mà nếu mà xét về vị thế mà cái kiểu mà form đẹp á, thì các bạn sẽ có OCB. OCB vẫn đang trong duy trì cái đà tăng của nó. Và đây là một nhịp test, cái tuần này sẽ là tuần điều chỉnh của Tiên Phong Bank, của OCB, và có thể là vẫn tiếp tục duy trì đà tăng của nó. OCB nè, rồi VB Bank nè. Đấy, VB Bank nè, các bạn xét khung tuần nè, các bạn thấy là cái đà hồi phục của nó đang dần hình thành, đúng không? Đà hồi phục của nó dần hình thành. Và khung ngày thì các bạn thấy là cái chủ là đáy đang nhìn lên, nó đang có mà nó vượt cái vùng cản, những cái vùng cản có sẵn. Thì đây là những cổ phiếu ngân hàng mà nếu như các bạn quan tâm cổ phiếu ngân hàng, đây mới là những cổ phiếu mà các bạn nên chú ý, và nó sẽ trở thành cơ hội giao dịch của bạn hơn là bất kỳ cổ phiếu ngân hàng khác trong ngắn hạn. Đó là chia sẻ của anh về nhóm ngành ngân hàng nguyên nơi. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư Ngọc Thu hỏi anh Văn về điểm mua các mã GVR và DRH ạ. GVR thì phải chia sẻ với mọi người là những cái đợt mà nếu các bạn để ý cái đợt mà cổ phiếu mà tăng mạnh á, đang tăng như vậy lại đang tăng lên á, thì thường không có điểm mua cho mọi người giao dịch GVR, tại vì nó rất dễ là khi mà đang chạm lên vùng ben trên á, đang chạm lên các vùng ben trên như vậy nè, các bạn kiểu là FOMO á, rồi kiểu tâm lý mình sợ lỡ cơ hội ấy, thì mình sẽ dính những cú điều chỉnh rất sốc của GVR. Nên là hãy chờ khi giá điều chỉnh lại vùng giữa của ben á,
thì các bạn giao dịch GVR nó mới chắc chắn và an toàn. Còn GVR thực ra là khi mà tăng nè, tăng mạnh lên nó cũng điều chỉnh lại, tăng mạnh lên nó cũng điều chỉnh lại cho mọi người, để mọi người có nhìn mọi người vào. GVR rất khó mà tăng, gọi là tăng giúp đứng xe liên tục, nên là đừng có sợ khi mà sợ lỡ cơ hội khi mà giá đang là neo này. Đối với GVR, cổ phiếu thứ hai là gì Nguyên nhỉ? Dreamhouse thì mọi người phải thấy là có một câu chuyện là mình muốn chia sẻ ở đây, là các bạn đầu cơ cổ phiếu dựa trên yếu tố gì? Nếu các bạn đầu cơ cổ phiếu đó, là dựa trên là thông tin, dựa trên deal tài chính, rồi dựa trên đầu cơ giá là chính, thì Dreamhouse hoàn toàn phù hợp chuyện đó. Còn nếu các bạn đầu tư và đầu cơ dựa trên là nền tảng của doanh nghiệp, rồi nền tảng tăng trưởng của doanh nghiệp tại hiện tại ấy, thì bạn sẽ thấy là hiện tại Dreamhouse chưa tạo ra value nhiều cho cổ đông, tại vì báo cáo các lần thứ ba của Dreamhouse nó cũng sụt giảm. Cái điều mà mọi người kỳ vọng của Dreamhouse là gì? Là Dreamhouse đang sở hữu một phần KHB và vốn hóa KHB đang cao, và một phần vốn hóa KHB, một phần của KHB trong danh mục công ty con của nó, thì nó có sở hữu công ty VLB nữa, là công ty đang có mỏ đá lớn nhất ở khu vực Đông Nam Bộ. Thì dẫn đến là sở hữu chéo như vậy, nên dẫn đến kỳ vọng của mọi người về Dreamhouse nó rất là xa, rất là nhiều. Và thứ hai nữa thì Dreamhouse đang có việc là tăng giá để phát hành công vốn. Dreamhouse đang tăng giá để phát hành vốn, tức cái giá cổ phiếu này nhiều khả năng tăng lên là do là chuẩn bị làm một cú phát hành vốn gì đó. Nên cái này liên quan deal tài chính hơn là dựa trên bản chất là doanh nghiệp đang tạo lợi nhuận cổ đông như thế nào. Nên các bạn phải phân biệt rõ như vậy để các bạn giao dịch. Mình không chê cái này cổ phiếu tăng giá là cổ phiếu luôn đúng. Nhưng cái sau đó các bạn phải hiểu bản chất khi mình tham gia cổ phiếu này á, cái điều mình kỳ vọng hoặc cái cách mình kiếm tiền từ đây là gì. Ok, cái là một deal tài chính. Thì khi mà hiểu deal tài chính á, thì bạn cần nhiều thông tin hơn và các bạn gọi là bạn hiểu về deal tài chính này kỹ như thế nào. Nếu chưa hiểu kỹ, chích một phần để giao dịch thôi cũng được. Còn nếu mà chưa, còn ngoài phạm vi hiểu biết của mình thì tốt nhất đừng nên tham gia cái deal tài chính. Còn về điểm mua thì lỡ rồi các bạn, khi mà cổ phiếu đây là hai phiên đạp đúng không, hai phiên đạp về vùng hỗ trợ, thì các bạn thấy giá cổ phiếu không giảm nữa, thì các bạn điểm mua của bạn đã chờ là phiên này nè, giá bật lên khỏi vùng hỗ trợ để gọi là kết thúc quá trình tích lũy này và lại lên tăng giá trở lại. Đó là cái chia sẻ về cái kinh nghiệm mua nếu mới đối với trường hợp của cái Dreamhouse. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi khuyến nghị của anh Văn cho cổ phiếu Bảo Việt ạ. Đây là Bảo Việt. Đây, cái đường vẽ kẻ sẵn này là vùng cản của Bảo Việt nè. Các bạn thấy đây là vùng cản có sẵn của Bảo Việt về một cái đỉnh hồi cuối năm 2020. Thì các bạn quay trở lại, các bạn đây, các bạn thấy là đây là cái vùng đỉnh cũ của nó, cuối năm 2020, thì nó sẽ có tương ứng các vùng quanh đó. Thì việc của Bảo Việt là phải vượt được vùng đó thì may ra nó mới thành chu kỳ tăng giá tiếp theo được. Còn hiện tại á, nếu mà trong nhóm bảo hiểm á, thì mình không khuyến nghị Bảo Việt đâu. Thật sự là mình không khuyến nghị Bảo Việt. Bảo Việt đây là một đà tăng ngắn của nó có rồi, và phù hợp hơn á, là giá sẽ phải gì đó, giá sẽ phải thường là sẽ phải là dứt dắt tạo cái nền tích lũy quanh đây một thời gian đã, rồi sau đó mới tăng tiếp được. Tại vì nó cần là nâng cái chuẩn của giá cổ phiếu lên một khung nữa thì nó mới khi mà lực đẩy của nó sẽ mới đủ mạnh. Còn nếu mà các bạn quan tâm nhóm bảo hiểm thì hoàn toàn các bạn có thể quan tâm MIG, các bạn có thể hoàn toàn quan tâm đến cổ phiếu như là BMI. Thì đây là những cái cổ phiếu đang vào đà tăng tốc, hoặc có thể tăng tốc để các bạn kiếm được lợi nhuận. Thì bạn quan tâm cổ phiếu này các bạn sẽ dễ kiếm tiền thôi. Đây nhóm cổ phiếu bảo hiểm. Tiếp theo là nhà đầu tư Kiên Đỗ có câu hỏi về VGC, thì anh Văn có thể đưa ra nhận định của anh về VGC cho nhà đầu tư không ạ? Câu hỏi về VGC nó liên quan đến nhóm bất động sản công nghiệp. Thì hồi nãy trong cái hình mà mình có chia sẻ thì nhóm bất động sản công nghiệp là một trong những nhóm mà tăng mạnh nhất trong thời gian qua. Thì ok, thì mình sẽ check cho mọi người một cái là nhóm bất động sản công nghiệp trong thời gian qua thì có những cổ phiếu nào tăng mạnh nhất. Rồi mình sẽ trả lời câu hỏi của VGC luôn.
là trong nhóm bất động sản công nghiệp tăng mạnh nhất trong thời gian qua là IDC ở dưới cùng nha mọi người. IDC thì mọi người này, IDC tăng rất mạnh và cung lớn cho mọi người. Đây là cái vùng tái tích lũy này của IDC nào, và khi vượt ở đây nè, giá bật lên rất mạnh. Và đến bây giờ sau một cú rũ khoảng là hồi giữa tháng 10, ngày 12 tháng 10 rũ có một phiên nè, sau đó lại kéo tăng liên tục cho đến hôm nay là tăng 8%, thì IDC chứng tỏ là một đà tăng giá rất mạnh mẽ của nhóm ngành bất động sản công nghiệp. Thì sau IDC sẽ là các cổ phiếu như là LHG vượt đỉnh nè, đang tăng nè, vượt đỉnh nè. Và đà của LHG nó xuất phát từ tháng 4, từ khi mà báo cáo quý 1 ra, nó có thông tin là cái phần là dự kiến là doanh thu và lợi nhuận trong các quý tới của LHG nó sẽ rất là nhiều. Và đúng báo cáo quý 2 của LHG ra là báo cáo cái còn lợi nhuận kinh doanh rất là tốt, là do là khách hàng trả tiền một lần nên nó bùng nổ doanh thu và lợi nhuận, nên nó đà tăng giá của cổ phiếu nó xuất hiện. Thì khi như vậy các bạn hiểu là nhờ tìm hiểu về cơ bản của doanh nghiệp, nhờ tìm hiểu vào thời điểm giao dịch xuống giá nó hình thành, thì các bạn thấy một cơ hội giao dịch trong khoảng là 6 tháng từ tháng 5 cho đến bây giờ, thì bạn thấy là cái đà tăng giá của LHG nó rất là tốt. Đến bây giờ nó tăng khoảng đâu đó khoảng 70% giá nha. Thì dựa vào việc là các bạn có kiến thức về phân tích doanh nghiệp nè, có kiến thức về biết xu hướng và thời điểm nè, để các bạn giao dịch và nắm giữ đó, thì đây là một cái cây hay LHG. Và nó xuất phát từ việc là có nền tảng kiến thức giao dịch thì các bạn sẽ check ra được. Cái cổ phiếu thứ hai, thứ ba liên quan đến là nhóm như là VGC nè. VGC hôm nay bắt đầu tăng giá. VGC hôm nay bắt đầu tăng giá thì mình thấy một câu chuyện là đối với VGC á, cái nền tảng của VGC rất tốt. Nền tảng của VGC rất tốt liên quan đến cả bất động sản công nghiệp luôn. Mình mới xét VGC là thuộc nhóm bất động sản công nghiệp là chính hơn so với việc là nó là nhóm ngành xây dựng vật, nó là nhóm ngành vật liệu xây dựng. Tại mình dần dần á, cái quy mô của VGC sở hữu đất đai bất động sản rất là nhiều khu phía Bắc, hình thành các nhóm vùng bất động sản công nghiệp. Thì đối với VGC thì mình chia sẻ như vậy, cái chu kỳ giá của VGC nó đang bắt đầu diễn ra mới, đang bắt đầu diễn ra mới và nó thúc đẩy giá tăng. Ngoài ra câu chuyện là cái sở hữu của VGC nó ngày càng cô đặc hơn là do là MA xong và ngày nó càng gọi là ít người sở hữu VGC hơn nữa, nên cái hiện tượng cô đặc này. Và các bạn thấy là đây là một giai đoạn tích lũy lớn nè, trong 2018, 2019, 2020 nè, và đây là một cái vùng tích lũy nhỏ trong năm 2021 nè, để nó xuyên cái đà tăng này. Và đà tăng này nếu hình thành thì nó sẽ còn lên nhiều hơn nữa. Đó là VGC, và triển vọng kinh doanh của VGC thì cũng rất là sáng. Các doanh nghiệp hoặc là các đơn vị sản xuất ở phía Bắc ấy, thì trong mùa dịch Covid vừa qua thì ít bị ảnh hưởng hơn so với trong Nam, nên nhớ định giá của VGC sẽ còn tiếp tục tăng giá tiếp. Rồi các nhóm cổ phiếu khác trong bất động sản công nghiệp như là mọi người sẵn tiền thì mọi người có hỏi khá nhiều, như là SSC nè, đang là tăng giá mạnh nè, vẫn tăng giá mạnh không có điểm mua. Rồi mọi người sẽ hỏi DTD, thì DTD theo mình biết là các dự án của nó trong giai đoạn sắp tới chuẩn bị được vận hành, các dự án bất động sản công nghiệp của nó ở các vùng lân cận của Hà Nội thì đang bắt đầu là khởi động và đang chuẩn bị hoàn thành, thì dẫn đến là định giá của DTD sẽ mạnh mẽ hơn, thì thúc đẩy cái đà tăng giá hôm nay của DTD. Còn cái câu chuyện thứ hai là của KBC, thì thực ra KBC hôm qua xe vào vượt đỉnh vùng 46. Vượt đỉnh vùng 46 là một tín hiệu rất mừng cho nhà đầu tư đang nắm giữ KBC. Mình thì hơi tiếc một điều là hôm bữa khi mình check được thông tin là quý 3 bằng cách thủ thuật hạch toán thì KBC hạch toán quý 3 lỗ, nên mình đã bán ra KBC. Nhưng mà không ngờ đó là một cái dạng là đánh rũ. Là rũ những nhà đầu tư đang nắm giữ KBC một suốt thời gian qua, thì mình cũng bị rũ ra. Thì sau đó hôm qua hôm thứ ba nè, xong hôm thứ sáu, hôm thứ tư nè bật lên, thì đến bây giờ thì mình đang chờ một cái nhịp test lại của KBC khi vượt đỉnh thôi. Khi KBC test lại thì mình sẽ xem xét đánh giá và lúc mình có quyết định là mình có nên
nên tham gia với KBC nhịp sau hay không. Tại mình biết chắc chắn một điều là quý tư thì KBC sẽ hạch toán cái kết quả nhân thu và lợi nhuận nó rất là nhiều. Đó, thì đây là trường hợp của KBC. Thì sẵn tiện thì mình cũng view sơ bộ những cổ phiếu bất động sản công nghiệp để cho mọi người hình dung. Đây là cổ phiếu ITD là hình thành một chu kỳ tăng giá mới đó. Nếu bạn bật một khung tháng thì mắt thấy giá bắt đầu thoát ra những cái vùng cản trước đó của nó, vùng cản tồn nè, trong năm 2020 nè, 2021 nè, vùng cản tồn nè, rồi đỉnh cũ 2021 nè. Cổ phiếu DTD cũng đã vượt qua, D2D cũng đã vượt qua, thì cái đà tăng giá này sẽ không tiếp tục. Đó, thì chia sẻ một góc chia sẻ về bất động sản công nghiệp như vậy. Vâng, tiếp theo là nhà đầu tư Quốc Thanh ạ, có câu hỏi với anh Văn về điểm mua mới cho một số mã cổ phiếu ở đây là TLH, Masan, VPG, VGC thì anh Văn đã nói rồi, và VGS ạ. Ừ, ok, nhóm ngành liên quan đến vật liệu xây dựng nè, rồi Masan nè, thì nhóm ngành thép mình trả lời trước đi, sẵn tiện thì mình view nhóm ngành thép cho mọi người. Ok, mình sẽ check thử nhóm ngành thép có gì. Sắt thép. Đây là sắt thép. Thì sắt thép thì mạnh nhất của nó là VGS. Hồi nãy bạn hỏi VGS mua được không? Hôm nay mình nói mua được. Hôm nay nha, trong ngày hôm nay mua được. Thì bạn bị lỡ một ngày mua đúng điểm. Hôm nay là ngày mua được. Hôm nay là ngày mua khi giá vượt cái vùng retest. Và trước đó thì giá cũng có một cái vùng retest. Đây. Giá vượt, ok, các bạn có thể mua. Và các bạn đảm bảo được rằng là các bạn giao dịch đúng điểm. VGS ngoài là công ty ống thép Việt Đức là chuyên về sắt thép, thì VGS còn có thêm một cái dự án bất động sản nữa, dẫn đến là kỳ vọng của nhà đầu tư là vừa hoạt động kinh doanh chính, vừa có cái hoạt toán dự án bất động sản mang lại lợi nhuận đột biến cho VGS nữa, thì nên đó là cái kỳ vọng về VGS nó rất là lớn. Và nếu mà check một cái khung lớn thì các bạn thấy là VGS trong thời gian qua đang tăng rất mạnh mẽ, đang tăng rất rất, rất mạnh mẽ, và có, và theo đánh giá của mình là trong thời điểm gần đây thì đang tăng một mạnh hơn so với năm kim nữa. Sẵn tiện VGS xong thì mình sẽ bắt đầu một kiểm tra nè. Ví dụ các bạn ở đây sẽ có là PS. PS là cũng liên quan đến nhóm ngành thép, thì PS đang tăng một xu form tăng khoảng thời gian này rất là hấp dẫn đúng không? Rồi các bạn kiểm tra Nam Kim thử coi. Nam Kim vẫn form xuống lên. Rồi Hòa Phát thì mình đã chia sẻ rồi. Hoa Sen. Hoa Sen đang ở vùng điều chỉnh. Hoa Sen đang ở vùng điều chỉnh, và nếu như vậy á, là các bạn hỏi có nên nắm giữ Hoa Sen không, nên nắm giữ. Nên nắm giữ Hoa Sen trong giai đoạn điều chỉnh này. Và các bạn, điều các bạn cần chờ là gì? Điều các bạn chờ là dòng tiền nó quay lại đối với Hoa Sen để xác nhận rằng Hoa Sen điều chỉnh xong và bắt đầu tăng giá trở lại. Nên các bạn hoàn toàn có thể nắm giữ Hoa Sen, nhưng hãy chuẩn bị sẵn cho mình stop loss nếu có xảy ra. Nếu có xảy ra khi giá thấp hơn hỗ trợ, thì hỗ trợ có thể có là vùng giá thấp nhất của cái ngày, hai ngày trước. Đó, vùng giá thấp nhất của hai ngày trước. Nếu mà giá xuyên xuống như đó thì các bạn cứ việc bán ra Hoa Sen. Rồi VGC thì trả lời rồi. Còn với VBG thì VBG là đã duy trì một xu hướng tăng liên tục từ năm ngoái đến giờ. Từ năm ngoái đến giờ. Và dẫn đến là không, khoảng một thời gian trước thì mình có được giá VBG. Thì theo như mình nhớ thông tin định giá của mình thì đến đây là đã vùng phe. Và trong báo cáo quý 3 thì lợi nhuận vẫn đột biến, nhưng mà biên lợi nhuận gộp thì ngày càng giảm trở lại. Thì các bạn lưu ý thông tin đó. Để bạn thấy là vùng giá này bắt đầu nó đi vào vùng là gần gần cân bằng rồi. Để bạn lưu ý và các bạn hạn chế dịch đối với VBG. Rồi. Rồi câu hỏi cuối cùng là Masan. Bạn này hỏi nhiều mà. Masan đang tăng vượt đỉnh. Và có thông tin là Fubon đang mua vào Masan. Quỹ Fubon mua vào Masan. Thì đây là cũng là một điểm mua hay. Nhưng mà mình thấy là đối với trạng thái của Masan hiện tại ấy, cái đà mà đây mới là nhịp tăng giá mạnh mẽ của Masan là hiện tại ấy, những cái đà này như hộp nó chồng lên thôi. Cái hộp các bạn xem đây là cái hộp chồng lên, và dẫn đến các bạn bổ sung thêm cái hộp nữa chồng lên đối với Masan. Đó, các bạn sẽ hình dung ra là
những cái giao dịch theo từng hộp bật lên của Masan và trong những ngày hôm qua nó là thế. Hỏi điểm mua thì qua điểm mua rồi, hôm qua mới là điểm mua của Masan. Còn bây giờ thì các bạn nên nắm giữ và chờ quá trình là điều chỉnh có thể xảy ra để mình đánh giá được là cái vùng đó có xuất hiện điểm mua hay không để các bạn gia tăng được chậm. Đối với cổ phiếu TLH, cái cuối cùng những nhóm TLH đang có tiềm năng nè. Đang có tiềm năng để các bạn hình thành một điểm mua khi giá vượt ra vùng cản này để các bạn mua nè. Đó, thì mọi thứ đều đang ở giai đoạn là chờ bùng nổ đối với nhóm sắp tác trở lại. VGS thì là đi trước. Đã xong câu hỏi của bạn Nguyễn Quốc Thanh. Vâng, tiếp theo là em thấy ở đây có một số cổ phiếu có một số câu hỏi liên quan đến các cổ phiếu của ngành chứng khoán, cụ thể ở đây là khuyến nghị cho các cổ phiếu TCI và HCM ạ. TCI hôm nay bóng mua. TCI hôm nay có thể mua được. Và TCI chỉ là kém hơn so BSI một xíu, kém hơn so BSI một xíu thôi. Tức là hai cổ phiếu như BCI với BSI với TCI là hai cổ phiếu mình giá là có trend tăng tốt nhất của nhóm chứng khoán hiện tại. Rồi đối với cổ phiếu khuyến nghị là HCM thì mình nói là khuyến nghị cổ phiếu HCM đang trong trạng thái đang chưa có cơ hội đi, chứ còn trạng thái thì hiện tại là cũng chưa có gì hết nên HCM không phải là cơ hội giao dịch của mọi người. Vâng, tiếp theo là nhà đầu tư có câu hỏi với cổ phiếu CKG và quan điểm của anh Văn về CKG ạ. CKG hiện tại thì mình phải nói một điều là đang có áp lực bán rất lớn, và mình cũng thấy là lực bán của nó đang xuất hiện. Nhưng mà cái lượng hấp thụ của nó cũng khá mạnh. Lượng hấp thụ của CKG khá mạnh. Nên nhấn đến là các bạn, nếu mà các bạn tối hóa nguồn vốn á thì những ai chưa vào CKG thì đừng vào. Còn những ai mà đang nắm giữ rồi thì các bạn có thể chờ quá trình test này coi là sự cân bằng cái điểm bán này nè. Nó có duy trì được nhiều ngày không với cái lực cầu ngày càng mạnh mẽ. Nếu mà lực cầu mạnh mẽ và vượt lên được khỏi vùng 26 năm á, đây là vùng khoảng 26 năm cho đến đúng rồi 26 năm và vượt lên hẳn luôn á, thì có thể nó dần đà tăng tiếp tục. Còn nếu như từ đây mà quay đầu xuống thì các bạn cứ khoảng là stop loss thôi. Đó là với CKG. Tiếp theo nhà đầu tư Xuân Nghi ạ, có câu hỏi về chiều mua cho cổ phiếu FIT và KBC ạ. Thì KBC thì anh Văn cũng đã nói qua rồi. Còn với một cổ phiếu như FIT thì anh Văn có nhận định gì không ạ? FIT là cổ phiếu đầu cơ. FIT là cổ phiếu đầu cơ và bản chất thì mình sẽ không đánh giá về doanh nghiệp luôn, mà mình chỉ nói về khía cạnh đầu cơ giá thôi. Khía cạnh đầu cơ giá thì các bạn hoàn toàn thấy là một trạng thái, đây là một trạng thái tạo đỉnh nè, đây là một đỉnh thấp dần hơn nè, và dẫn đến là gì, xuống đang xuống và xuống thì đang đi ngang. Vậy các bạn kỳ vọng các bạn đi về FIT là do gì? Do các bạn kỳ vọng gì? Các bạn kỳ vọng là đi ngang lâu rồi chắc chắn sẽ tăng, thì liền tăng xuống không xuống không? Các bạn nghĩ là mua rẻ và các bạn chờ là mua rẻ ở đây và sau đó một hai phiên tự động ai nó dùng tiền nó kéo nó thúc đẩy giá tăng lên, cái này mình không biết, cái này mình không biết là chuyện nó xảy ra. Các bạn thay về các bạn chờ đi, các bạn chờ những cái phiên là bùng nổ như kiểu đây nè để các bạn giao dịch. Còn hiện tại chưa xuất hiện như vậy thì các bạn đừng mua sớm, hãy chờ khi xuống xuất hiện và follow theo xuống đối với FIT. Còn mình vẫn là khuyên là FIT thực ra là hiện tại nó không phải là một cơ hội giao dịch hấp dẫn cho mọi người, có rất nhiều cơ hội giao dịch khác nó hấp dẫn hơn nhiều. Tiếp theo là nhà đầu tư Nhất Tống có câu hỏi về hai mã small cap, ở đây là mã S99 và mã LDG ạ. S99 mình có tham vấn rồi. S99 thì nếu các bạn bật khung tuần lên, khung ngày đi. Và khung ngày đi mình chia sẻ với mọi người, tại vì mình có chia sẻ với khay này rồi. Trong một số tư vấn cho các nhà đầu tư thì mình có chia sẻ cái khay này về S99. Thì bản thân mình là cũng có mua. Mình mua là vào thứ 6 tuần trước. Đây, thứ 6 tuần trước thì đâu đó là quanh vùng này. Đây, quanh vùng này, thứ 6 tuần trước. Đúng rồi, ngày 22 tháng 9. Đúng rồi, 22. Thì mình có mua quanh vùng này.
và đến bây giờ dưới 1, 2, 3, 4 thì nó đang tăng. Hôm nay tăng cũng 7.9% và đà tăng vẫn đang thiết lập. Thì các bạn hiểu vậy nè, cái chu kỳ tích lũy, chu kỳ tích lũy giá cổ phiếu nó đã qua, và câu chuyện ở S99 nó liên quan đến rất nhiều, liên quan đến xây dựng điện nữa, xây dựng điện nữa, liên quan đến xây dựng và điện, thì có lợi nhuận không có, và giá thúc đẩy giá nè, được lực cầu lực mua là thúc đẩy để tăng thoát khỏi trạng thái tích lũy, thì cái điểm mua, cái cơ hội giao dịch ngắn hạn của S99 có. Thì đây gọi là các bạn hỏi về điểm mua thì nó bị qua một nhịp rồi, thì các bạn nên chờ quá trình gì, chờ quá trình điều chỉnh nó xảy ra để các bạn có thể mua tiếp được cổ phiếu này hay không. Còn hiện tại nó bị lỡ điểm mua, nó bị lỡ điểm mua. Còn đối với cổ phiếu thứ hai là LDG, cũng trong nhóm bất động sản thì cũng y chang như vậy, các bạn hoàn toàn là trạng thái này trạng thái mua đuổi. Nếu các bạn tham gia hãy nên chờ những cái điểm mua thật sự rõ ràng. Mình thử hỏi nha, khi các bạn biết được nó đang trong một xu hướng tăng rồi thì những cái phiên mà điều chỉnh đó mới là cái thời điểm mà các bạn nên quan sát và nên follow cổ phiếu. Ví dụ ở đây mình sẽ test thử cho nguồn số cổ phiếu đang điều chỉnh đi, thì các bạn có nên là kiểm tra và follow những cổ phiếu này không? Ví dụ SB đang điều chỉnh, ví dụ SB đang điều chỉnh. Mình ví dụ thôi nha, mình chưa nói gì. Ví dụ cổ phiếu SB đang điều chỉnh, vậy các bạn nên follow và nên quan sát kỹ những phương án khi nó giá bật tăng trở lại, tại vì đây là trong cái giá đang nghỉ ngơi, và khi kết thúc nghỉ ngơi là quá trình nó sẽ tăng giá trở lại, lúc đó là lúc khởi điểm để các bạn hành động. Còn khi mà giá đang tăng mạnh mẽ như vậy, các bạn đừng tham gia, vì nó có thể đảo chiều bất kỳ lúc nào, nó rơi vào điều chỉnh bất kỳ lúc nào, thì nó cái cách mình tiếp cận giao dịch nó chưa đúng, mình sửa lại. Đây thì có nhiều cổ phiếu đang điều chỉnh, ví dụ như DC World nè. Đây DC World là một cổ phiếu đang điều chỉnh nè, đang trong phong điều chỉnh nè, bật lên từ hỗ trợ và đang test lại từ từ nè. Hoặc là Best nè, Best là cũng đang vùng điều chỉnh nè. Thì các bạn hoàn toàn follow những kênh như vậy để các bạn tìm kiếm điểm mua, tìm kiếm điểm giao dịch. Đó, thì ở đây nó sẽ có một số cổ phiếu, Nam Kim cũng như vậy nè, Đức Long, hôm nay thì mình có check một số cổ phiếu như ITD nè, cũng đang là vùng điều chỉnh nè, vùng điều chỉnh bật lên lại nè, thì các bạn follow như vậy thì nó sẽ có các điểm mua cho bạn hơn. Rồi, ok. Tiếp theo ở đây là có các câu hỏi về nhóm ngân hàng, thì cụ thể ở đây là điểm mua cho các cổ phiếu TP Bank và Techcombank ạ. Tim Phong Bank qua điểm mua rồi và giá đang tiếp cận vượt đỉnh. Giá đang tiếp cận vượt đỉnh thì tốt nhất là thời điểm này thì mình không nên giao dịch đối với Tim Phong Bank. Giá đã bật nè, mọi người thấy là giá bật lên từ vùng hỗ trợ đúng không? Và đang tiếp cận lại vùng đỉnh cũ. Thì khả năng là ok, giá sẽ vượt qua vùng đỉnh đó. Khả năng là giá vượt qua vùng đỉnh. Nhưng sau đó nó có thể nó chỉ bật một nhịp T1, T2 rồi nó lại điều chỉnh. Thì việc bạn mua đủ giá tại thời điểm này, nếu như mua đuổi xong nó rơi vào vùng điều chỉnh thì các bạn vì thế các bạn rất là xấu, nên hãy chờ điều chỉnh xảy ra rồi các bạn hãy xem xét là có nên giao dịch hay không. Đó, câu trả lời thứ nhất thì Phong Bank. Còn đối với Techcombank, bạn hỏi đây là cơ hội giao dịch hay không, thì mình nói là đây là không là cơ hội giao dịch, đây không là cơ hội giao dịch, nên là mình sẽ không có điểm mua đối với Techcombank. Vâng, tiếp theo nhà đầu tư muốn hỏi anh Văn về xu hướng để nắm giữ hoặc là mua mới BCG, TCD và SSC. Thì SSC anh Văn cũng đã có nói qua rồi, thì anh có thể giúp nhà đầu tư trả lời câu hỏi về BCG và TCD không ạ? Hình như là HCD hay là TCD ta? TCD, TCD với lại BCG là với lại Tim Phong Bank là cùng kiểu có mối liên hệ với nhau. Nên là các bạn thấy ở đây trạng thái TCD nè. TCD đang tăng rất mạnh và cái này đang là đà tăng giá, nên nó sẽ mọi người mình vừa mất mạng.
Thì đối với trạng thái mà đang tăng giá như vậy nè, các bạn đừng đừng mua đuổi mà hãy chờ cái quá trình điều chỉnh nó xảy ra và lúc đó các bạn mới bắt đầu tham gia. Đó, thì thứ nhất là TCD, thứ hai là liên quan BCG. BCG là công ty sở hữu TCD. Thì BCG cũng đang tình trạng tương tự là sau một đoạn tăng giá mạnh thì những cái việc là áp lực bán của BCG có không? Có chứ. Nên các bạn thấy là trong điều kiện thị trường đang tăng giá mạnh mà BCG không tăng được thì đâu đó xung quanh đây nó sẽ xuất hiện lực bán hoặc là cái lượng cầu nó không sẵn sàng mua đổi lên nữa. Thì khi tình huống như vậy xảy ra thường là BCG sẽ điều chỉnh và vùng điều chỉnh xuất hiện thì lúc đó thì các bạn mới ngủ, các bạn chờ mua nó dễ hơn. Ví dụ mình vẽ sẵn một cái ví dụ minh họa lên đây. Đây, đó, thì những cái kiểu như vậy thì những cái vùng ở đây nè, đó là những cái vùng mà mọi người có thể mua đối với BCG. Xong rồi Nguyễn ơi. Tiếp theo là câu hỏi của nhà đầu tư với điểm mua cho mã VOS ạ. VOS có kết quả kinh doanh hôm qua, không phải hôm kia, hôm thứ ba, sáng thứ ba. Thì ngay lúc đó thì mình có báo mua, kéo đó mình có báo mua, còn mình vẫn nói mọi người về nè. Đây là một kèo đầu cơ gọi là một kèo cơ hội du lịch ngắn hạn khi mà kết quả kinh doanh ra bùng nổ và thúc đẩy giá tăng. Việc của mọi người là trong mùa báo cáo cái lần thứ ba này luôn luôn xuất hiện những kèo như vậy để mọi người giao dịch, mọi người vấn đề là xử lý thông tin và chuẩn bị sẵn cái cơ hội thôi. Thì VOS thì khi xong khi ra thì mình cũng có thấy và kết quả thông tin nó ra nữa, nên là đến bây giờ sau điểm mua của ngày hôm thứ ba thì đến bây giờ T+2 rồi, hoàn toàn là thứ sáu là mình chốt lời thôi. Nên các bạn đừng mua đuổi, các bạn đừng nên giao dịch mua đuổi tại vì rất rủi ro cho mọi người. Mình không khuyến khích mọi người mua ở trên đây những cái lúc mà đang tăng giá mạnh. Tại những thời điểm đó rất dễ bị nhà đầu tư chuyên nghiệp họ bán, họ chốt lời và mình rơi vào điều chỉnh thì mình sẽ bị lỗ tạm thời và tâm lý của mình sẽ rất là khó khăn. Tiếp theo nhà đầu tư có câu hỏi với điểm mua cho các cổ phiếu BSI, SAM, DG, VGC thì BSI và VGC anh Văn cũng đã có trả lời, thì anh có thể giúp nhà đầu tư nhận định điểm mua cho các cổ phiếu như là SAM hay là DG không ạ? SAM nhờ đầu tư tài chính nên lời quý 3. Mời lưu ý SAM nhờ đầu tư tài chính lời quý 3. Và hiện tại nếu mà với một trạng thái mà tăng dốc đứng như vậy từ 10 lên 20, 21 tăng 100% như vậy và không có nhịp điều chỉnh thì mình sẽ nói mọi người về là cái đà tăng giá này của SAM á, rất rủi ro cho mọi người khi mọi người tham gia. Tại vì các bạn hoàn toàn không vị thế gì đấy, các bạn vô ở đây là hoàn toàn cái câu chuyện từ đây, từ vùng thấp giá 10 lên trên đây là hoàn toàn từ việc nhà tạo lọc thúc đẩy kéo giá lên thôi. Không có nhà đầu tư nhỏ lẻ nào lấy lời. Và khi họ đã lời 100% rồi thì mới thúc đẩy dòng tiền nhà đầu tư ngắn hạn vào, nhà đầu tư đầu cơ như là F0 như là các bạn vào. Thì hỏi cái lợi thế cạnh tranh của bạn có không? Không có. Khi mà lợi thế cạnh tranh của mình không có và việc là xem xét SAM như một tài sản đầu tư có không? Không có luôn. Vậy tại sao phải giao dịch cổ phiếu mà nó đã tăng 100% mà đang tăng dốc đứng như vậy? Và nó xuất phát từ việc là mình bị FOMO, mình bị tham. Nên hãy kiểm soát lòng tham của mình lại để giao dịch những cổ phiếu khác nó đúng vị thế hơn. Thà mọi người giao dịch ít mà kèo nào chắc lời kiểu đó, tức là kiểu như là lời liên tục, lời đều, ít đánh cũng được nhưng mà đánh là phải lời thì ok, các bạn sẽ có lãi kép. Còn hiện tại đối với SAM á, thì mình nói thật ở đây quá rủi ro cho mọi người giao dịch, quá rủi ro cho mọi người giao dịch, nên hãy chờ. Nếu bạn vẫn muốn giao dịch hãy chờ khoảng nhiều tháng nữa khi nó set cái pay vùng này, nó set cái nền vùng này đó thì các bạn giao dịch. Hồi xưa thì trong 2020 thì mình có giao dịch một cổ phiếu như vậy, còn mình đợt vừa rồi thì mình cũng có chia sẻ cổ phiếu NSA, mình chia sẻ lại cho mọi người trong giai đoạn mà 2020 khi mình mới bắt đầu mình làm. Đây các bạn thấy không, cũng tăng thẳng đứng lên sau điều chỉnh lại thì các bạn thấy quá trình nó tạo nền, nó quá trình rất là lâu, sau đó nó mới hình thành xuống tiếp và sau đó là những cái đoạn mà nó tăng bền vững do cái cổ kinh doanh của doanh nghiệp nó tốt, rồi sau đó là bắt đầu lại đi vào một chu kỳ là tái tích lũy và tăng giá tiếp. Thì các bạn nên có đủ kiên nhẫn đối với một cổ phiếu, tại vì tăng 100% chưa chắc là quá cao, nhưng mà nó phải xuất phát từ nền tảng của doanh nghiệp, nền tảng của doanh nghiệp để giúp cho bạn hiểu rõ hơn câu chuyện.
tiếp theo của doanh nghiệp đó đừng chỉ vì giá tăng nó thúc đẩy cho bạn là đầu cơ giá vì mong muốn là kiếm lời ngắn hạn nhanh chóng. Nó chia sẻ cùng về sao. Dạ vâng ạ. Và câu hỏi cuối cùng ở trong chương trình sẽ là về điểm mua cho cổ phiếu DIG ạ. Thì anh Văn có thể giúp nhà đầu tư nhận diện cơ hội cho với DIG không ạ? DIG không có điểm mua ông ơi. DIG tăng dốc đứng vậy không có điểm mua. Vâng. Vậy thì câu trả lời vừa rồi của anh Văn cũng là câu trả lời đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Em xin được cảm ơn anh Văn rất nhiều vì đã tham gia chia sẻ với nhà đầu tư không chỉ là về xu hướng điểm mua điểm bán cũng như là xu hướng nắm giữ các cổ phiếu mà cũng như là rất chia sẻ rất là thật lòng từ cái kinh nghiệm cũng như là lịch sử giao dịch của anh Văn như là với cổ phiếu nhà vừa rồi. Và kinh nghiệm như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho các nhà đầu tư có thể áp dụng được những cái kiến thức đấy vào trong cái trải nghiệm giao dịch cá nhân của bản thân. Trước khi được kết thúc chương trình thì em cũng muốn được chia sẻ với cả các nhà đầu tư về các khóa học hiện tại của VnDirect. Thứ nhất thì như em cũng đã nói trước ở trong chương trình đó là khóa học trực tuyến D-Trade là giúp các nhà đầu tư có thể nâng cao cái khả năng giao dịch ở trên thị trường, có thể nhận được chứng chỉ Trader Pro sau 2 tháng. Thì em xin phép được để được link ở trong phần chat cho các anh chị quan tâm tìm hiểu, có thể vào chat để xem thêm. Ngoài ra thì VnDirect hiện tại đang có một số khóa học khác cho những định hướng khác của các nhà đầu tư. Dạ vâng, thì một số khóa học khác của VnDirect hiện đang có đó là thứ nhất, khóa DIGO Life, khóa con đường sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư sẽ giúp các nhà đầu tư có thể hoạch định được kế hoạch tài chính cá nhân với mô hình tháp tài sản của VnDirect. Khóa học thứ hai là khóa học D-Stock giúp các nhà đầu tư cổ phiếu thông qua việc thấu hiểu được mô hình cũng như là model của doanh nghiệp để có thể tự tin được đưa ra quyết định đầu tư. Khóa học thứ ba là khóa học phá vỡ rào cản đầu tư chứng khoán sẽ giúp các nhà đầu tư có thể có một cái nền tảng kiến thức rất là cơ bản nhưng rất là vững chắc về thị trường chứng khoán để có thể ra được cái quyết định đầu tư cá nhân. Và khóa học cuối cùng là khóa học DIGO D-Wealth là khóa học sẽ giúp các nhà đầu tư trang bị được những kiến thức cũng như là những cái công cụ để giúp mình có thể tự quản lý được kế hoạch tài chính cá nhân cũng như là đầu tư một cách hệ thống. Thì các anh chị quan tâm đến khóa học có thể dùng điện thoại để quét mã QR code ở bên tay phải màn hình ở đây để có thể tìm hiểu thêm về các khóa học ạ. Dạ vâng, một lần nữa thì em xin phép được cảm ơn anh Văn vì đã đồng hành cùng với các nhà đầu tư của VnDirect trong chương trình ngày hôm nay. Và em cũng xin phép được cảm ơn những nhà đầu tư, những quý khách hàng của VnDirect đã tham gia và ủng hộ chương trình Nhịp đập thị trường ngày 28 tháng 10 ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.